So, đây ở đây là điểm check in quá là đẹp, trên hình trình từ Huế vào thành phố Đà Nẵng, phố cổ Hội An. Và Hữu Hôm đang có mặt tại Đầm Lập An. Vì sao đây là vì sao không nên check in ở Đầm Lập An này? $10,000. Ok. Điểm check-in này rất là đẹp. Thì muốn check-in đây là có tiền 10,000 đồng thôi, 10 ngàn thôi. 10 ngàn thôi, mà Ok. tiền chứ phải nổ nổi mà nổ trai. Ừ, thôi kệ chị, cho anh 10 ngàn coi như không, là em anh. đồng ý mà Dạ em dạ, phải ờ ờ ờ, dạ. đâu em Kệ, làm dịch vụ mà đúng không anh? Em Làm dịch cái vụ này là mà. tuyển Đó. chọn, Dạ. phải có người bay Du ra lịch điểm đó rồi, đến. nhà anh sẵn là dọn vệ sinh hết rồi. Đúng rồi. Ngày mùa phải dọn vệ sinh là rác rưởi đâu. Không, mình nên, em thì nên nghĩ là người địa Tên tháo dân đồng. Rồi, 10,000 đồng nha. 10 ngàn thôi. 10 ngàn thôi là chụp hình đây. Thì cảnh ở đây quá đẹp đó bà con ơi. Cảnh ở đây quá đẹp. Xứng đáng là 10.000 đồng để có cái bức hình tuyệt đẹp, trải nghiệm sống trải nghiệm ở đây. Rất là nhiều vị khách xuống này, đây giống như chụp Hội hình Chuyển này, giới đấy, thiệu này, đó chụp ảnh như như trên này rất 10.000 đẹp, Linh Cương sẵn cảnh sàng đẹp rất trả, thoải mái. thoải mái sẵn sàng trả đây để được chụp hình tại cái vị trí này thì 10.000 là quá rẻ Thoải rồi bà mái con chứ ơi, không phải ngỡ. thoải mái. Rồi, thank Dạ. you. Đây cho nên là quý anh chị nếu mà có cái hành trình đi tham quan phố cổ Hội An và Đà Nẵng mà rời Huế hoặc là từ Đà Nẵng Hội An ra Huế thì hãy ghé lại đây chụp hình một trong những cái điểm check-in tuyệt vời sông nước và tại cái đầm Lập An. Ở đây người ta gọi là cái trại nuôi hàu, nơi cái mặt nước như thế này nuôi hàu rất là nhiều và hàu ở đây ăn rất là ngon. Đó, một trong những điểm nhấn của du lịch Huế là đây. Thì hôm nay Hữu Hôm có cái hành trình đi cùng khách đến đây và muốn gửi đến quý anh chị một trong những điểm check-in không thể thiếu tại Lăng Cô, Đèo Hải Vân và đây là Đầm Lập An. Quý anh chị có bất cứ câu hỏi nào thì hãy đặt dưới comment này và thân hữu sẵn sàng trả lời. Đây là một trong những điểm miễn phí tham quan nhưng mà lại rất là hấp dẫn ở cái địa danh Lập An, Lăng Cô và Hải Vân. Đó, thì ngay đây là cảnh rất là đẹp rồi đó. Thì xu hướng du lịch thì quý anh chị không thể là không check in và đăng cho mình những cái tấm hình cực chất lên trên nền tảng mạng xã hội phải không ạ? Đó, đây là cái bãi cát này, đây dưới này là ốc, nhiều loại ốc, nghêu, sò, ốc hến như đây đầy đủ và mặt nước rất là đẹp anh chị ơi, rất là đẹp luôn. Thì xa xa kia là núi và thác Mơ, còn ở giữa đó là cái nơi mà ngư dân ở đây họ nuôi hàu rất là nhiều, một năm người ta thu hoạch một lần và có những cái cây gỗ cắm ở xuống dưới nước có lốp xe để cho con hàu nó đeo bám và sống trong vòng một năm, sau đó thu hoạch ăn rất là ngon. Dạ, xin mời quý anh chị và bà con, những người thân thương của Hữu Hôm, xin hãy follow kênh để Hữu Hôm có dịp trổ tài thuyết minh các cái điểm tham quan ở khắp nơi mọi miền Tổ quốc. Vậy thân Hữu xin cảm ơn vì quý anh chị đã tình cờ xem được livestream này và chắc chắn rồi không phải là một cái dịch vụ nào nó cao sang quyền quý cả mà chỉ là những cái địa danh, những cái thắng cảnh nó nhẹ nhàng xinh tươi như thế này thì quý anh chị có thể đến và tham quan ạ. Chắc chắn rồi ạ, chắc chắn rồi ạ. Thực sự rất là đẹp đúng không quý anh chị, rất là đẹp. Quý anh chị có nhu cầu đi du lịch thì cũng có thể liên hệ với Hữu Hôm để Hữu Hôm tư vấn những cái điểm đẹp đẽ như thế này trong cái hành trình tham quan, có thể là Huế, Hội An, Đà Nẵng 3 ngày 2 đêm, 4 ngày 3 đêm, và thân hữu tư vấn những cái điểm ăn ngon, check-in đẹp, đặc biệt là những cái cảnh đẹp về với thiên nhiên như thế này. Đây là những cảnh đẹp mà rất là hoang sơ, rất là thiên nhiên. Chúng ta làm du lịch có trách nhiệm và bảo vệ môi trường,
nhưng mà cũng tôn vinh cái vẻ đẹp thiên nhiên đáng có như thế này. Và đây là một trong những cái nơi mà Thanh Hữu ghi nhận và Thanh Hữu muốn giới thiệu cho tất cả những cái người có đam mê du lịch, đặc biệt là thế hệ Gen Z và đặc biệt là những người mà theo cái hashtag là du lịch TikTok hoặc là du lịch Việt Nam hoặc là trải nghiệm Việt Nam hoặc là check-in Việt Nam đó. Thì quá đẹp phải không hả? Đẹp rồi đúng không hả? Đây, những cái điểm này là do một trong những người địa phương ở đây họ set up lên, thì họ thu tiền 10.000 mỗi lần chụp hình cho cả cái hành trình này. Quý vị chụp có thể cả trăm tấm hình cũng chỉ trả 10.000 thôi, rất là xứng đáng ạ. Đúng không ạ? Wow, chắc chắn rồi ạ. Thanh Hữu xin ghi cạnh cạnh một trong những cái nơi mà có thể du khách có thể đứng lên chụp như thế này đó. Và thời gian còn lại sẽ không bao lâu, Thanh Hữu xin ngồi và đếm cái từng cái nút thả tim của quý anh chị cũng như là follow kênh để tạo cảm hứng cho Thanh Hữu và Hữu Hôm làm những cái video tiếp theo, những cái clip tiếp theo rất là sống động về du lịch Hội An đó. Ở đây có rất là nhiều du khách, đặc biệt là khách nước ngoài đến chụp hình trên cái hành trình ghé thăm Lăng Cô, Hải Vân và Đầm Lập An. Thì đây có cái nhà hàng của anh Thắng, Thắng Lagoon, Lagoon Restaurant cũng rất là hay để cho du khách dừng chân và có cơ hội chụp hình với cái vẻ đẹp của thắng cảnh Lăng Cô, Đầm Lập Án như thế này. Đây, đây là những cái lốp xe, những cái lốp xe mà có những cái con hàu nó bám lên đây này, con hàu nó bám lên những cái lốp xe này để sống. Đó, trong vòng một năm, các cái cây gỗ và cây tre ở dưới sông thì người ta cắm cái lốp xe này lên để cho con hàu nó sinh sống ạ. Thì còn đó là thuyền, có những cái lơ để người ta thả bắt cá, bắt tôm. Cái lờ rất là độc đáo ạ. Và đây là những cái lốp xe này nè, có mấy đống lốp xe luôn, mấy cái đống lốp xe luôn. Các anh chị có thấy hào hứng không ạ? Dạ, nếu có thì chắc anh chị cho anh Hữu Hôm một cái tim nha, và chia sẻ video cũng như là xem những cái video khác trong kênh TikTok của Hữu Hôm với tư duy là TikTok du lịch TikTok hoặc là TikTok travel hoặc là những cái khám phá trên TikTok mà rất là đơn giản nhưng mà rất là đồng điệu và có tính địa phương rất là cao, đặc biệt là những cái địa phương rất là cao, đặc biệt là những cái video trong kênh của Hữu Hôm sẽ gợi ý cho du khách, những người có đam mê du lịch biết đến những cái điểm đến mà có thể rất là đẹp và tốn chi phí thấp và đủ để cho các anh chị check-in. Đó, thì anh Hữu xin phép giới thiệu. Ngay bên đây là có nhà hàng này luôn. Lagoon Coffee Restaurant của anh Thắng. Du khách vào đây rất là đông lắm. Khách vào đây để ăn uống và nghỉ ngơi, dừng chân trước khi tiếp tục hành trình của mình đến với phố cổ Hội An, thành phố Đà Nẵng hoặc là đến với Huế, cố đô Huế để khám phá Vương Triều Nguyễn. Yes. Thì Thanh Hữu có chia sẻ với quý anh chị một số cái thông tin như vậy. Nếu như quý anh chị mà cảm thấy yêu thương thì xin hãy cho một cái like, follow đó hoặc là thả tim đó. Thanh Hữu sẽ rất là vui. Yeah. Thì đó, đây là view ra cái Đầm Lập An này quý anh chị. Đây là con đường bên Đầm Lập An như thế này thì chắc chắn rồi. Dạ quý anh chị ơi, có câu hỏi gì không ạ? Quý anh chị có câu hỏi gì đặt cho Thanh Hữu cũng như kênh Hữu Hôm về cái điểm check in Đầm Lập An này mà Thanh Hữu gọi là vì sao không nên check in ở Đầm Lập An? Tại vì nếu như quý vị không muốn có những tấm hình đẹp, nếu quý vị không muốn có những cái background nó tuyệt vời và hấp dẫn như thế này thì quý vị không nên check in Đầm Lập An. Nhưng nếu như quý vị thực sự có một mong muốn trên hành trình trải nghiệm của mình mà có được cái background để chụp hình hoặc quay phim, làm video đăng TikTok
Xin cảm ơn TikTok đã gợi ý và đã cho chúng tôi những cái sự kết nối, giao lưu và tôn vinh vẻ đẹp của Việt Nam như thế này qua cái địa danh Lăng Cô, Đầm Lập An, Hải Vân, Đà Nẵng, Hội An, Huế. Chắc chắn rồi ạ, đây là điểm dừng chân rất là đông khách của mọi du khách trên hành trình Nam Bắc, khách Tây cũng như là khách ta. À, người Việt ta thì cũng rất là đam mê chụp hình, nhưng Tây họ cũng không phải là ngoài lề đâu ạ. Họ rất là muốn có những cái điểm đẹp, địa danh đẹp như thế này để check in. Và đây là một trong những địa danh như vậy. Hôm nay Thanh Hữu giới thiệu với quý anh chị như một cái hành trình check in. Và Thanh Hữu nhắc lại, nếu như quý vị không muốn có những tấm hình đẹp thì không nên đến check in tại cái Đầm Lập An, nơi có nhiều cái hải sản ngon cũng như là hàu, đặc trưng là hàu. Hàu ở đây ăn rất là ngon, tươi và sạch. Còn lại thì các cái nhà hàng bên kia mà ngồi đó ăn buổi chiều ta thì chiêu cực phê luôn quý anh chị. Đó, cực phê nếu như quý anh chị mà đến đây ăn hải sản, ăn hàu. Hàu ở đây ngon, giá vừa phải ạ. Rồi thì chắc chắn rồi, một lần nữa Thanh Hữu xin cảm ơn quý anh chị đã ủng hộ kênh của Thanh Hữu. Và sắp tới đây Thanh Hữu sẽ xin phép rời live để tiếp tục cái hành trình của mình ra Huế. Chiều nay Thanh Hữu sẽ có live stream khác ở cổ đô Huế, các cái di tích thắng cảnh đẹp như là cung vua, hoặc là chùa Thiên Mụ, hoặc là chợ Đông Ba, hoặc là sông Hương, thuyền rồng. Và Thanh Hữu xin phép được dừng live stream vì Thanh Hữu phải rời gót đi. Xin chân thành cảm ơn, xin chân thành cảm ơn rất là nhiều.